Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Sao cho cùng, bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu tiền lương, bao nhiêu vất vả, tôi đã nộp hết tiền lương cho Sam rồi. Nhưng chỉ vì một lần cháu quỷ đen mà Sammy đã quyết định nhốt tôi vào tù. Trời ơi, buồn quá mấy bạn ơi. Thật sự là có nhiều bạn bảo với mình á là anh Phong xạo quá, bình thường tiền lương của ai là người đó phải giữ chứ, làm gì có chuyện mà chị Sam lấy hết tiền lương của anh Phong. Có thể mấy bạn không tin nhưng mà hiện tại bây giờ tài khoản ngân hàng của mình nó còn được có mấy trăm ngàn nữa bạn ơi. Chắc là đủ để mình có thể ăn trong vài ngày thôi chứ. Tôi hiện tại tôi hết sạch tiền rồi các bạn à. Ấy, và Sammy phải giữ tiền lương của tôi nha các bạn nha. Và có rất là nhiều lần á tôi cố tình tôi giấu quỷ đen rồi, nhưng mà bà vẫn phát hiện. Mặc dù là ở ngoài đời thật á đôi lúc mà tôi cũng có giấu chút chút, nhưng mà không có nghĩa là bà sẽ nhốt tôi trong cái nhà tù như thế này, bạn thấy không? Đây là một cái nhà tù ở trong Roblox. Và bà bảo tôi là bây giờ tôi phải vượt qua được cái thử thách của cái nhà tù này thì tôi mới được bả cho tôi một chút tiền trong quỷ đen. Trời ơi, đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi. Ok thôi không sao, nói chung là tôi sẽ cố gắng vượt ra khỏi cái nhà tù này nha các bạn nha. Okay. Thì cái nhà tù này á chưa gì đầu tiên nè, hey, vừa vô tôi cứ tưởng là tôi phải tìm chìa khóa hay là gì đó để mở cửa, khó khăn lắm. Ai về đâu, nó có hình cái cầu thang trên đây nè, nó chỉ đường cho mình lên trên đây luôn bạn ơi. Đó, ra ngoài đây là được cái gì. Ok, ra bên đây. Ở chỗ này, ở chỗ này nó có một cái mũi tên nè, nó chỉ cho mình đi qua bên hướng bên này à. Rồi ok, đi qua bên đây thử coi. Hy vọng sẽ không phải là một cái bẫy nha các bạn nha. Ấy, hình như là bà Sammy là bà đã chơi cái game này rồi, xong bà thấy game này vui quá hay gì á, xong bà bắt tôi là phải vượt qua cái thử thách này các bạn ạ. À. Ok, đi ra ngoài nè. Ủa vậy là win rồi hả? Nhanh vậy. Ui. Tôi mới vừa thấy con ông nọ chạy ngang quá bạn ạ. Tôi mới vừa thấy có một cái ông nọ chạy ngang qua, tôi nghĩ chắc là bà Sam bà không có dễ mà bà để cho tôi chơi một cái con game dễ quá. Ui. Hình như cái ông này là ông cái ngục mấy bạn ơi. Ông này là cái ông mà giữ tù nhân nè. Đâu chạy. Oh my god. Trời, tôi không ngờ là cái thanh niên này chạy nhanh vậy luôn á. Tính ra ông cao hơn mình là ông chạy nhanh hơn mình là đúng rồi. Ủa, hay tự. Hình như mình chạy nhanh hơn ổng rồi nè. Leo cho đây. Ui mấy à. Wow, ok, thoát được rồi. Hình như là mình phải thoát khỏi cái ông cai ngục này bạn ơi. Ủa tính ra leo trên đây là ổng cũng leo chung với mình được mà ta. Ai mà biết được. Ừ, để xuống dưới coi. Ồ, rồi, hiểu rồi. Lên trên kia là ổng sẽ không lên được nha các bạn nha. Chứ không phải là ổng không đuổi theo mình nữa nha. Ê, nhưng mà sao ổng cứ đuổi mình vậy? Có cái bà kia cũng vượt ngục kìa. Sao ổng đuổi theo đi mà đuổi theo tôi hoài vậy? Trời. Lên đây. Vì quỷ đen mày, vì quỷ đen chúng ta phải cố gắng lên. Ok, lên trên đây rồi nè. Thôi, đi tiếp. Không có nghịch nữa bạn ơi. Bây giờ muốn có quỷ đen là không có được nghịch. Okay. Đi tiếp nè. Mà hình như á là bà Sam bà cho tôi một cái điều kiện các bạn ạ. Đó chính là tôi phải thắng cái game này mà không được để thua một lần nào. Hiểu rằng là bà Sam bà có tính toán gì trước hay không? Bà kêu tôi là không được thua màn nào trong cái trò này hết. Thôi, tôi không biết cái trò này nó có khó hay không đây. Đầu tiên là ở bên này là mình phải đi bộ qua nè. Ui. Hình như cái đường ấy trơn các bạn ơi, nó có gió thổi hay gì nó không cho mình chạy quá. Okay, cố lên. Vì quỷ đen, cố lên. Ui. Rồi, ok, cuối cùng cũng qua được rồi. Yeah. Hình như là có các bạn nữ áo màu đỏ, hình như là bạn ấy đang tham gia cùng với tôi đi vượt ngục mấy bạn à. Hình như bạn ấy cũng giấu quỷ đen hay sao á. Ở chỗ này nó có cái gì xanh xanh đây. Nhìn giống slime vậy. Đừng có nói là rơi xuống dưới đây cái là thua nha. Trời ơi, vậy mình phải cẩn thận mấy bạn ơi. Mình phải cẩn thận, mình không thể nào để thua được. Nhảy lên nè. Ok, qua đây được rồi. No! Các bạn nữ kia rơi xuống dưới rồi. Ủa? Tôi mới thấy bạn ấy rơi xuống dưới mà hình như bạn ấy không bị gì hay sao á. Ủa gì kỳ ta, tôi xuống thử coi. Ủa cái gì kỳ vậy, sao rõ ràng tôi thấy bạn kia rơi xuống có bị gì đâu trời. Ether bạn Ether có gì cắt cái đoạn này đi nha. Cắt cái đoạn này đi đừng để sao biết. À, trời ơi cái trò này dễ quá. Tôi chơi nãy giờ vượt qua quá trời mà không thua màn nào hết trơn á. Ether mà không cắt cái đoạn này là trừ lương nha Ether nha. Ok rồi đi qua đây nè. Rồi nhấn nút E hả, bấm cái này hả, rồi sao nữa. Ủa có một cái đường à. Ui rồi tôi hiểu rồi, thì ra là hồi nãy cái bà kia là bà nhảy lên trên cái đường này cho nên mình thấy bà đi ở bên dưới cái slam bà không sao. Trời ơi còn mình thì mình chưa có mở cho mình không thấy. Trời ơi cái thật sự. À khoan từ, không, từ nãy giờ tôi chơi bình thường, tôi chưa bị thua lần nào hết trơn á. Ok rồi, bấm chữ E nè. Cái này là để làm gì? Uống nước ngọt hả? Uống nước ngọt để làm gì ta? Ui,
tăng tốc độ chạy. Wow, tính ra Sammy là bà này ha. Bà Sammy nha, bà đáo đệ lắm nha. Bà kêu tôi vô chơi cái trò này là bà biết bởi vì là tôi chơi bắt cua dở, cho nên là bà kêu tôi chơi cái trò này để có cái bắt cua nữa đúng không? Trời ơi, cái bà Sam này ghê thiệt các bạn ạ. Ok, lên trên đây nè. Ý, sao lại bắt cua nhiều thế nè. Ok, mình sẽ cố gắng mình nhảy bạn à. Ôi, trong lúc mà nhảy cái này á, mình sẽ kể cho bạn nghe về một cái câu chuyện có thật ở ngoài đời nha bạn nha. Đó, bình thường á mà tôi quay video mấy bạn fan tàn nói là kiểu là anh Phong mà làm gì mà có quỷ đen anh Phong ở ngoài đời thật là tiền của anh Phong không mua giày, mua này, mua kia, mua quá trời, mua kim cương, trời ơi, làm sao mà không nghèo được. Cái đó chỉ là những cái trên mạng thôi. Mấy bạn có tin là những cái đó là những món quà mà Sammy đã mua tặng cho tôi không? Hả? Mấy bạn tin không? Đó, bình thường mỗi lần mà tôi mua cái gì nha là tôi phải nhắn tin cho Sam, sau đó là tôi sẽ kiểu nói với Sam là Sam ơi, Phong đang thích cái này quá, Sam ơi, cho Phong sẽ lấy tiền, đưa cái Phong nó không mua được không? Thì bà Sam á bạn là bình thường phải năn nỉ bà gãy lưỡi luôn á, bà mới cho á, chứ ở đó mà tôi mà có nhiều tiền mấy ông nghĩ sao vậy? Ui, thoát ra được ngoài rồi nè. Rồi bên đây làm gì? Lên trên đây nhấn nút E. Ủa? Hình như là để gọi cho đồng bọn hay làm gì? À, phá cửa kính. Trời ơi, hay. Đó, ra ngoài. Bình thường mày biết không, ví dụ là tiền lương của mình tháng mình được có 7-8 triệu à. Đó, tháng của mình được có 7-8 triệu thôi. Mà lương mình về á là mình bị con bác đuổi theo rồi đây. Đi đường nào, cái này như cái mê cung vậy đó. Oh my god. No, xong rồi, lọt vào cái mê cung là xong rồi. Đó, thì bình thường á nha, là bà Sammy á bạn, là bà sẽ giữ tiền lương của tôi. Bởi vậy cho nên là mấy ông đừng có nói là anh Phong mà gọi là sao, nói dối hay gì nha, không có chuyện đó đâu. Thì hình như là mình phải kiếm một cái chìa khóa. No, trời, có cái chìa khóa màu tím hình như là giấu trong mấy cái tủ này hả? Làm cách nào để lấy được? No, anh ơi, đừng có đuổi em nữa. Anh với em đều là con trai nhau. Em có chắc là ở nhà vợ của anh cũng giữ tiền lương của anh mà, chứ đâu là anh phải thông cảm cho em đi chứ. Anh đừng có đuổi em nữa, đuổi tôi các bà kìa kìa. Trời ơi. Ok, giờ tìm chìa khóa chỗ nào đi trời. Tôi nghĩ là chắc là chìa khóa sẽ nằm ở đâu đó bên mấy cái chỗ bên này nè. Ô, oh, đây. Ui, cái cửa. Ok, vô đây. Chìa khóa, ủa? Hồi nãy là chìa khóa màu tím mà sao ra ngoài đây là lấy được cái chìa khóa màu xanh? Really, nigga? Bây giờ ông đứng đó là sao ra? Ok. Ê! Anh gì ơi! Bây giờ ông đứng ở ngoài đó sao mình ra ngoài được? Oh my god! Bây giờ phải chạy nhanh thôi, chạy nhanh thôi! Ý, ông vẫn đuổi mình các bạn ơi! Thiệt sự luôn á, cay quá! Trời! Ok, không sao. Mình lấy được chìa khóa rồi, Bây giờ mình chỉ cần chạy đến chỗ cái cửa thôi. Ai... À mà mấy bạn biết gì không? Có một cái này là cũng là sự thật luôn rồi nha. Đó chính là hiện tại tôi đang chơi game vào lúc 5 giờ sáng các bạn à. 5 giờ sáng là cái giờ mà mấy bạn còn đi ngủ đúng không? Đúng. Nhưng mà giờ tôi phải thức nè. Tôi phải thức để làm gì? Để tôi gọi là hoàn thành cái game này để sáng mai tôi còn có tiền tôi đi Huế, các bạn hiểu không? Ngày mai là tôi với Kairon là có hẹn là đi Huế đi chơi với nhau nè. Đó. Cho nên đó là ui, có một cái hầm bí mật. Wow. Cho nên đó là hôm nay là tôi phải nhất quyết tôi thắng được cái game này để tôi được Sammy cho ít tiền tôi đi ra Huế, tôi đi du lịch, các bạn hiểu không? Đấy, ok, rồi, qua bên đây. Rồi, sau đó là nhảy trong cái hầm này. Ok, wow. Tính ra là cái này là nó chuẩn bị sẵn cho mình hết mấy cái để mình vượt ngục với bạn. Nhiệm vụ của mình là phải cố gắng giải mã thôi. Ok, sắp thoát rồi. Cố lên. Yes. Ok, bây giờ qua bên đây hả? Ui, cái gì vậy? Oh my god, cái gì đây? Cái rìu nó múa lại, trời, bây giờ mà dính cái là chết đó. No, phải canh nha, coi chừng á là bị đứt cái làm hai luôn á. Ok rồi, qua nè. Rồi, qua được rồi. Qua bên đây. Bên đây nó có nhiều đường quá vậy. Đi đường nào? Từ từ. Hình như là phải gạt cái cần gạt này thì phải. Có cái bạn mà nữ áo đỏ kìa, may quá bạn ấy chơi chung cho nên là bạn ấy chỉ tôi mấy ông ạ. À. Ok. Rồi, bây giờ cái này nó đi qua thì xuống rồi chạy qua. Ok. Rồi, qua bên kia gạt thêm mấy cần gạt nữa. Hình như là phải gạt cần gạt để cho cái lửa nè các bạn. Hình như cái này nó phun lửa nè. Để cho nó tắt đi thì mình mới qua được các bạn ạ. Ok rồi, đi qua nè. Gạt xuống nè. Rồi giờ đi qua luôn. Yes. Ok. Tắt chưa? Hả? Hình như tôi mới thấy cái bà đó bà bị rã đông rồi sao các bạn. Ủa gì kỳ vậy? Ủa? Tắt hết rồi mà sao cái này nó vẫn còn? Ủa? Rồi xong luôn các bạn nữ này. Ủa cái gì kỳ ta? Ủa rõ ràng là tắt rồi mà. Từ từ để tôi xem cái bà này bà qua sao đây. Ui. Nhảy quá bạn à. À thì ra là cái cần gạt này nó không giúp ích được gì hết. Nhiệm vụ là phải nhảy qua. Ok. Quán công tác nhảy qua nè. Ui. Ôi rồi qua được rồi. Cố lên. Đừng để bị gì nha. Phong ơi. Ủa.
Ủa tính ra đâu cần nhảy qua hả ta? Mình đi qua mới lại được mà. Mình đi qua được mà, mình đâu cần nhảy qua đâu. Nhảy qua làm gì cho nó khó trời, làm mất mấy miếng máu. Trời ơi trời, thiệt luôn á. Ok, bây giờ là bạn editor nhớ cắt đoạn này ra nha. Nhớ cắt ra nha. Không cắt ra là trừ lương đó. Ok. Ê trời ơi, vượt qua cái lửa dễ ẹt à. Bây giờ mình vượt qua bên cái màn này. Trời ơi, tính ra là Roblox bắt cua dễ ẹt, có gì đâu khó. Trời ơi, nhảy. Cắt ra nha, cắt ra nha, cắt ra nha. Ôi trời ơi, từ nãy giờ cái máy nó bị lắc lắc sao trời. Chơi từ nãy giờ mà mãi có một cái màn này mà chưa qua nữa ta. Hình như là game bị lắc rồi, chứ không phải gì đâu. Ok rồi, nhảy qua đây nè, nhảy qua đây nè. Tập trung với tập trung cái đoạn này. Cái block này nó nhỏ lắm, phải tập trung. Ok rồi, cái rìu này đi qua rồi, đi qua. Ok, tôi nghĩ là mấy mốt á bạn, mà tôi mà tham gia mấy cái thử thách này của bà Sam á thì chắc là tôi phải nhờ ông Siro tới đây nè, ông ngồi kế bên nè, ông gọi là chỉ với tôi bạn ạ. Chứ chơi kiểu này game từ nãy giờ sao nha, tôi bị lắc lắc sao nha, chơi nãy giờ có mỗi màn chơi hoài ta. Ừ, ok. Tôi nghĩ là chắc lần sau tôi phải nhờ ông Siro tới đây, ông ngồi kế bên nè, ông chỉ tôi từng bước mấy bạn ạ. Chứ kiểu này khó quá. Mấy cái đoạn bắt cua mình sẽ đưa cho ông Siro để ông bắt cua đó. Vậy là quá hợp lý luôn. Ok, đi qua nè. Rồi chỗ này sập xuống nữa, rồi đi qua. Đó, trời ơi, game là dễ, từ nãy giờ chưa chết bạn nào. Trời ơi, game dễ quá. Rồi, rồi bên này, ui có cọng dây thần nè. Hình như là phải leo lên, ok, leo bằng cọng dây thần lên. Wow, wow, ở trên đây hả? Ok. Lại bắt cua nữa hả? Mà hình như cái này, ui cái này là cái tấm ván. Ui cái tấm ván này nó sập xuống nha. Ui cái tấm ván này nó sập xuống á. Chạy chạy nhanh 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 nhanh. Ui trời ơi may quá. Ui cái tấm Tôi còn chưa kịp làm gì luôn á. Trời ơi trời, anh cảnh sát ơi, sao bà cứ hấm ảnh đem hoài vậy anh ơi. Mở cửa. Ok, bật đèn xanh nè, bật đèn xanh rồi. Chạy. Trời ơi, anh cảnh sát, hãy nói anh nghe nè. Mình á, đàn ông trai với nhau hiểu không, mình phải thông cảm, mình phải yêu thương lẫn nhau chứ. Nói chung là em biết là nhìn mặt anh là anh cay cú, anh đuổi theo em là bởi vì là anh cũng bị lấy tiền lương đúng không. Cho nên là anh cay quá anh mới đuổi theo em, để anh ngăn chặn em lại không cho em. Ôi rồi xong, đường cục rồi. Trời ơi. À, từ nãy giờ tôi bị công an bắt nha. Tôi bị bắt chứ không phải là do là tôi thua nha các bạn. Cái này là bị bắt với lại thua là nó khác nhau, các bạn hiểu không? Hai cái nó khác nhau. Ok, lên đây, bấm nút nè. Rồi, đi lên, thang máy đi lên. Ôi, rồi thang máy đi lên rồi. Né được anh, được cái anh công an. Wait a minute. Ôi, tính ra tôi mới nói là tôi né được ổng luôn đó bạn. Trời ơi, chạy cái gì vậy? Ok, không sao. Ra tới canteen rồi, tôi thấy là ra tới canteen rồi, tôi nghĩ là sắp vượt ngục được rồi các bạn ạ. À. Ok, đuổi thôi em đi anh ơi, đuổi anh bắt được em nè. Ok rồi, đi qua bên đây. Ôi, cũng may là cái ông này, ông chỉ chậm mấy bạn ạ. À. Tôi hiểu lý do sao mà Sam mới kêu tôi chơi cái con game này rồi. Nhìn người cái đống laser này, nhìn thôi là hờ là không muốn chơi game nữa luôn á trời. Buồn quá, buồn thật sự. Thiệt luôn á, đúng thiệt là gọi là tiền của bản thân mình làm ra mà mình giờ mình phải xè tay ra mình xin tiền, chính cái tiền mà mình làm ra rồi sau đó là mình không được rồi mình cũng phải vượt thử thách để mình gọi là có được tiền nữa. Mà bây giờ vượt cũng cái thử thách này bà Sam, đúng thiệt cái bà này nãy giờ vượt mãi chưa xong luôn các bạn. Từ nãy giờ là gần 15 phút rồi mà mình vẫn chưa qua được. Ai, trời ơi, bà Sam này bà ghê. Trời ơi trời, ok rồi qua bên đây. Gạt cái cần này nè, sau đó là cầm cái tấm gỗ này, hình như là cầm tấm gỗ này để mình đặt xuống dưới đây để mình đi qua hay sao á. Ok, nhảy qua đây trước đi, nhảy qua đây nè, sau đó nhấn E thả xuống rồi đi qua tiếp, đi qua, sau đó lấy khúc gỗ lên, rồi đi qua đây, nhấn E, ui trời ơi, dễ, thông minh, mười mấy năm đi học để làm cái gì Phóng ơi. Ok rồi, đi qua nè, đó bạn thấy không, cái đó là lý do vì sao mà các bạn cần phải có kiến thức, trải nghiệm và gì đâu đó quên tiêu rồi. Nói chung là bây giờ anh công an là anh chuyển qua là anh ngồi trên con robot luôn, trời ơi. Oh my god, nhưng mà hình như là mình phải đánh nhau với anh. Ui anh cái súng luôn kìa, né. Ui trời ơi, né. Ui hình như cái súng này bắn trúng là bị mất máu nha. Từ từ, cái súng này khó canh quá. Bắn nè. Ui cái súng này giống kiểu nó bắn cái trứng gà, bạn nhìn nó giống bắn ra trứng gà. Ui anh dậm chân kìa. Oh, động đất luôn. Wow, trời ngầu dữ. Ơi, ảnh có khiên luôn hả? Rồi xong, bây giờ ổng chơi tới khiên luôn rồi, làm sao mà mình bắn được đây? Ôi, ổng bỏ cái khiên rồi, bắn ra. Ui, bây giờ là mình phải vừa chơi mà mình cũng phải vừa né ổng đó nha. Ổng dậm chân nè.
Nhảy lên, nhảy lên. Ôi trời ơi, mất máu. Ôi đâu vậy? Ok, không biết mình còn bao nhiêu máu ta. Mình có thể thấy được máu của mình không nha? Ủa, mấy bạn ơi, à đây đây, mình thấy được máu của mình rồi. Mình còn nửa thanh máu hả? Yeah. Ai trời ơi. Anh ơi, anh ơi. Anh ơi, giờ anh chuyển qua anh làm siêu nhân luôn rồi. Anh có cả gọi là robot luôn á. Cái này làm sao né được? Ui. No, bây giờ ông nhảy em mấy cái nữa là tôi thua luôn á. Đừng đừng nhảy nữa anh ơi, đừng nhảy nữa. Em sắp thua rồi. Cố anh nắm máu. Rồi bắn được rồi. Giết. Woo. Woo. Rồi anh nổ tung luôn rồi. Oh my god. Trời ơi. Vậy là thắng cho ta. Ui, vậy là mình thắng rồi đúng không? Ui, cửa mở rồi. Cửa mở rồi. Thoát. Cửa mở rồi, cửa mở rồi. Chạy thôi bạn ơi, chạy thôi, thoát ra ngoài. Win rồi. Có quỷ đen xài rồi. Yes, có quỷ đen xài rồi. Yeah. Mừng quá. Ok, đi qua. Rồi, bây giờ đi đâu? Đi thẳng qua đây là được đúng không? Hình như là mình thoát ra ngoài được rồi mà đúng không? À, hình như là phải leo trên đây nữa bạn ơi. Ok, trời. Ra tới ngoài đây rồi, mày còn vẫn còn cho tôi phải bắt cua nữa. Trời, khổ thật sự. Nhảy lên nè. Ok, đi qua. Cố lên trời ơi. Rồi, sắp quên rồi, sắp có tiền lương rồi. Kỳ này gửi video cho bà Sam này. Yes, tôi qua được rồi mấy ông ơi. Ok, vậy là coi như là tôi đã có được quỷ đen để đi Huế rồi. Có bạn nào muốn coi vlog đi Huế của tôi với cây rồi này không? Hãy nhớ comment xuống bên dưới, tôi sẽ quay video cho bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình đã chiến thắng rồi. Và mình sẽ edit cái video này, sau đó mình sẽ gửi qua cho Sammy xem đây. À, bạn editor nhớ cắt mấy cái đoạn mà tôi thua rồi đó nha. Nói chung là giờ tôi thắng, nãy giờ tôi thắng liên tục luôn, tôi không thua một mạng nào luôn. Thiệt, cái game này dễ quá Sam ơi. Làm sao cho game nào khó hơn đi nha. Ok, quỷ đen đã có, đi Huế rồi, let's go. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Nếu như các bạn yêu thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người luôn nha anh em. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt, bye bye.